Nếu 65 triệu năm trước, khối thiên thạch va vào trái đất khiến loài khủng long tuyệt chủng lại đi trượt, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đó là ý tưởng nền móng mà Pixar đã dùng để phát triển nên The Good Dinosaur. Thông qua thế giới cổ đại giả tưởng, phim mang đến cho khán giả một giả thiết thú vị về việc con người và khủng long cùng tồn tại. Dù được quảng bá rầm rộ, nhưng sự thất bại của The Good Dinosaur dường như đã được dự đoán từ trước. Phim bị khán giả và các nhà phê bình đè bẹp dí. Những con số không biết nói dối, đây rõ ràng là tác phẩm thất bại nhất của Pixar về mặt doanh thu. Nhưng nếu nói The Good Dinosaur là một bộ phim tệ thì mình không đồng ý. Và để làm sáng tỏ điều này, chúng mình buộc phải tiết lộ nội dung phim ở phần tiếp theo của video. Nếu bạn chưa xem phim thì hãy cho The Good Dinosaur một cơ hội nhé. The Good Dinosaur xây dựng một thế giới giả tưởng, nơi khủng long là loài vật tiến hóa bậc nhất. Biết xây nhà, chăn nuôi, trồng trọt, trong khi loài người chỉ là những con thú hoang bị đánh đuổi. Phim kể về cuộc hành trình tìm đường về nhà đầy chông gai của một chú khủng long nhút nhát và vụng về Olo. Trong một lần canh gác kho lương thực, Olo vô tình bắt gặp một cậu bé người đang cố gắng trộm ngô. Olo để sổng nó, khiến cậu và cha phải đuổi theo và rồi cha cậu bị lũ cuốn trôi đi. Từ đó, cuộc sống gia đình của cậu trở nên khó khăn. Mùa đông thì đang đến rất gần mà số lương thực thì vẫn chưa thu hoạch xong. Olo vô tình gặp lại chính con người tối cổ vẫn đang ăn trộm ngô và đuổi theo nó để quyết tâm trả thù cho cha. Cậu bị sảy chân rơi xuống sông và lạc mất đường về nhà. Tuy đổ lỗi cho con người hoang vì cái chết của cha, nhưng Olo nhận ra nếu không có nó, cậu có lẽ đã phải bỏ mạng. Spot! Spot! Come here, Spot, come here! Thế là cả hai trở thành bạn đồng hành bất đắc dĩ, cùng nhau vượt qua những thử thách từ thiên nhiên, những kẻ săn mồi luôn rình rập để tìm được đường về nhà với gia đình của Olo. Sự thất bại của The Good Dinosaur dường như đã được báo trước khi hãng công bố sẽ bắt đầu lại dự án phim vào năm 2013, chỉ 18 tháng trước ngày công chiếu ban đầu. Trong giới làm phim, việc thay đổi nhân sự phút chót được cho là một trong những điểm gở mà hầu hết các nhà làm phim luôn né tránh. Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên Pixar thay máu cho dàn nhân sự. Trường hợp tương tự đã xảy ra với Brave, tuy nhiên phim đã sống sót một cách thần kỳ và gặt hái thành công ngoài mong đợi. Phép màu đã không xảy ra lần hai với The Good Dinosaur. Giữa quá trình làm phim, Pixar đột ngột sa thải đạo diễn Bob Peterson, người cầm trịch dự án từ những ngày đầu tiên với lý do bất đồng trong quá trình sáng tạo. Bởi quá trình bàn giao nhân sự diễn ra quá gấp gáp và đột ngột, nên Pixar đã tận dụng loạt nhân sự kỳ cựu để chữa cháy và làm lại một phiên bản The Good Dinosaur hoàn toàn mới. Trong đó bao gồm Peterson, nhà sản xuất Dennis Rehm của Up for Cars 2, biên kịch Mac LaFave từ Inside Out. Tuy nhiên, sự thay đổi này kéo theo nhiều hệ lụy và tổn thất mà Pixar khó lường trước được. Đầu tiên, thời gian sản xuất kéo dài khiến cho kinh phí dự án đột ngột bị đội lên nhiều lần, biến The Good Dinosaur trở thành một trong những bộ phim đắt đỏ nhất của Pixar. Chưa dừng lại ở đó, việc tái khởi động đã khiến The Good Dinosaur không kịp ra mắt vào năm 2014. Việc Pixar không phát hành tác phẩm vào năm 2014 đã phá vỡ truyền thống ra mắt phim thường niên của hãng. Điều này làm giảm đến 2% giá trị cổ phiếu của công ty mẹ Disney trên sàn giao dịch New York. Tại buổi triển lãm D23 Expo năm 2015, cố vấn sáng tạo của Disney, John Lasseter, thậm chí đã nhận định đây là bộ phim khó nhằn nhất từng được Pixar sản xuất. Ngoài ra, sức ép kinh tế còn khiến Disney buộc thôi việc hơn 60 nhân viên đầu não tại Pixar California và đóng cửa chi nhánh Pixar ở Vancouver, Canada vào tháng 10 cùng năm. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm liên tiếp gặt hái thành công, Pixar trở nên lao đao và chỉ có thể trụ vững nhờ sự trợ giúp từ Disney. Tuy khó khăn chồng chất, nhưng The Good Dinosaur vẫn được Pixar kỳ vọng ít nhất có thể hòa vốn trong dịp lễ tạ ơn cuối năm, đặc biệt là khi phim ra rạp mang thương hiệu hoạt hình Pixar, cộng thêm độ hot chưa có dấu hiệu giảm nhiệt của Inside Out. Ban đầu, tình hình khá khởi sắc khi doanh thu mở màn của The Good Dinosaur chỉ xếp sau The Hunger Games: Mockingjay phần 2 tại thị trường Bắc Mỹ. Thế nhưng, niềm vui kéo dài không lâu, ngay sau tuần lễ đầu tiên, doanh thu phim đã sụt hơn 60%. Đây là một con số kỷ lục vì thông thường, doanh thu phim Pixar trong tuần thứ 2 chỉ giảm chưa tới 50%, có phim còn dưới 40%. Tổng kết, phim rời rạp với 300 triệu đô, một con số vô cùng khiêm tốn. Đặt bên cạnh mức kinh phí sản xuất cao ngất ngưởng 200 triệu đô và hơn 150 triệu tiền quảng bá, The Good Dinosaur đã giành về cho mình danh hiệu phim thất bại nhất của Pixar. Một trong những lý do khiến khán giả không mặn mà với The Good Dinosaur đến từ những review chê bai tới tấp về nội dung phim tràn lan trên khắp các mặt trận. Từ những trang đưa tin uy tín như là The Hollywood Reporter, The Guardian cho đến review cá nhân trên các diễn đàn, đầu đầu cũng thấy dòng bình luận The Good Dinosaur, bộ phim tệ nhất của Pixar. Một điểm đáng chú ý là phim có những yếu tố không phù hợp với trẻ em, tiêu biểu là cảnh quay cận các con thằn lằn sấm giằng xé và nuốt chửng con mồi, hay là việc miêu tả các nhân vật chính ăn nhầm một loài thực vật gây ảo giác. Ngoài ra, việc viết lại kịch bản trong thời gian ngắn khiến phim mang một kết cấu an toàn và dễ đoán. Thêm vào đó, khán giả còn soi ra nhiều chi tiết được cho là đã vay mượn từ những tác phẩm ăn khách trước đây, ví như khung cảnh khủng long bố bị nước lũ cuốn đi.
Nếu đặt lên bàn cân với những nhân vật phản diện đa chiều, sâu sắc và chiếm được sự đồng cảm của khán giả như là Charles trong Up, Stinky Pete trong Toy Story phần 2, thì những con thằn lằn sấm trong The Good Dinosaur có cũng được mà bỏ đi thì cũng chả mất gì nhiều. The Good Dinosaur vừa thất bại về mặt doanh thu, vừa mang một nội dung bị giới phê bình vùi dập không thương tiếc, thế nhưng phim vẫn có những giá trị đáng được chúng ta công nhận. Đầu tiên là về công nghệ đồ họa. Pixar nổi tiếng đi đầu trong lĩnh vực hoạt hình 3D khi cứ qua mỗi tác phẩm, họ lại đạt được những bước tiến vượt trội thúc đẩy sự phát triển của ngành đồ họa 3D. Hãy nhìn xem Pixar đã đi được bao xa trong hơn 2 thập kỷ sản xuất phim hoạt hình. Từ việc họ phải tận dụng một gương mặt của Andy cho tất cả các nhân vật trong phim vì sự hạn chế trong kỹ thuật đồ họa. Cho đến năm ngoái khi Soul ra mắt, khán giả không khỏi xuýt xoa khi thấy các ngón tay của nhân vật Joe mượt mà, điêu luyện trên phím đàn chơi các bản nhạc jazz. Như bao bộ phim Pixar khác, The Good Dinosaur vốn dĩ được làm ra bởi những họa sĩ kỳ cựu và kế thừa những công nghệ đồ họa tân tiến nhất. Tuy hầu hết các loài động vật trong phim đều đã tuyệt chủng hoặc không có thật, nhưng chúng đều được thiết kế tỉ mỉ với nhiều cấu trúc xương sống, lông, da khác nhau. Sự sinh động và chân thật của các con vật khiến người xem như được du lịch đến một khu bảo tồn sinh thái tràn đầy sức sống. Ngoài ra, không hoa khi nói The Good Dinosaur là bộ phim khó nhằn nhất Pixar từng sản xuất khi tác phẩm có khối lượng hiệu ứng đặc biệt khổng lồ, gấp đôi các bộ phim trước đây. Với hầu hết các thời lượng trong The Good Dinosaur là những đại cảnh thiên nhiên hùng vĩ, thì bên cạnh việc dựng lại chân thật vẻ đẹp hoang sơ của các khu vực Tây Bắc nước Mỹ, các họa sĩ còn chú ý đến việc những đám mây nơi đây liên tục di chuyển do tốc độ gió cao. Việc dựng mây 3D đặc biệt khó khăn khi mây không có bố cục và kết cấu rắn cố định, cộng thêm hình dạng và kích thước phải liên tục thay đổi. Vào năm 2009, trong phim hoạt hình thử nghiệm Partly Cloudy của Pixar, những đám mây tuy là nhân vật chính, nhưng công nghệ đồ họa thời bấy giờ vẫn còn rất hạn chế. Các họa sĩ chỉ có thể khắc họa nên những đám mây dựa theo kết cấu và hình dạng của kẹo bông gòn, nên mây trong Partly Cloudy còn có cảm giác hơi cứng cáp và nặng nề, thiếu đi sự bồng bềnh tự nhiên. Và nếu như trong những bộ phim hoạt hình dài chiếu rạp trước đây, mây được vẽ tệp và phông nền như một vật tĩnh, thì The Good Dinosaur đánh dấu lần đầu tiên những đám mây ngoại cảnh cũng được xem như một nhân vật và có hẳn bộ phận hoạt họa dựng 3D riêng. Đạo diễn hình ảnh và thiết kế ánh sáng của phim Sharon Callahan đã chia sẻ, cô đã xem những đám mây bão như một nhân vật phản diện thực sự của bộ phim và tạo hình chúng nhằm mang lại cảm giác bất an cho người xem, khiến họ thêm đồng cảm với chuyến hành trình gian khó của Arlo. Cuối cùng, mọi nỗ lực của các kỹ sư, họa sĩ đều được đền đáp xứng đáng khi thiên nhiên Tây Bắc nước Mỹ hiện lên đầy sống động và những đám mây cũng như một nhân vật đang kể câu chuyện của riêng mình. Dù cho nhận về nhiều ý kiến trái chiều về sự sơ sài trong cốt truyện chính của phim, nhưng với sự góp sức phút chót của các cá nhân tài năng trong Pixar, The Good Dinosaur vẫn là một bộ phim sở hữu nhiều thông điệp được gửi gắm thông qua các hình ảnh biểu tượng. Những bộ phim của Pixar vốn nổi tiếng với sự tinh tế trong việc dễ đạt hình ảnh và chiếm trọn trái tim của khán giả đôi khi chỉ bằng một ánh mắt, một nụ cười của các nhân vật. The Good Dinosaur cũng không phải ngoại lệ, và việc câu chuyện phim xoay quanh chuyến hành trình bất đồng ngôn ngữ giữa Arlo và Spot đã giúp Pixar tận dụng và phát huy sở trường kể chuyện bằng hình ảnh của mình. Trong hồi đầu của The Good Dinosaur, để nhấn mạnh sự nhút nhát, vụng về và nhỏ bé của Arlo so với gia đình mình và thế giới xung quanh, các nhà làm phim đã liên tục đưa ra những hình ảnh tương phản mạnh mẽ. Đầu tiên, nhân vật Arlo được giới thiệu đầy ấn tượng khi quả trứng khổng lồ lại nở ra một chú khủng long tí hon thiếu tháng. Khi ở bên cạnh gia đình của mình, Arlo luôn chiếm một phần nhỏ trong khi các thành viên còn lại lấp đầy khung hình. Pixar còn khéo léo lồng ghép hình ảnh Arlo nhỏ bé, lọt thỏm giữa đại cảnh hùng vĩ và mênh mông. Để rồi khi đến hồi cuối của chuyến hành trình, Arlo đã đội mây đứng ngắm đỉnh núi móng vuốt ngang tầm mắt, trông đỉnh núi phía xa kia còn có vẻ nhỏ bé hơn Arlo của chúng ta ấy chứ. Chi tiết này đã nâng nhân vật Arlo ngang tầm với thiên nhiên khắc nghiệt, thứ đã cướp đi người cha yêu dấu của cậu, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh nhỏ bé co rút ban đầu. Chi tiết những vết thương chi chít chưa kịp lành của Arlo cũng để lại cho khán giả nhiều bài học quý giá. Ban đầu, Arlo được khắc họa là một chú khủng long tí hon, cơ thể không có lấy một vết xước. Tuy nhiên, càng về sau, trải qua nhiều sóng gió, những vết thương xuất hiện ngày càng dày đặc trên cơ thể của Arlo. Chúng đại diện cho sự tiến triển đột phá trong tính cách của nhân vật. Arlo đã biết đối mặt với nỗi sợ, biến chúng thành động lực để vươn lên, vượt qua nghịch cảnh. Với đa số người, vết sẹo là khuyết điểm cần phải che đi. Thế nhưng, thông qua The Good Dinosaur, Pixar lại cho rằng sẹo là một phần bắt buộc của quá trình trưởng thành, là bằng chứng chúng ta đã vượt qua những khó khăn, vấp ngã trên đường đời. Học cách quý trọng những vết sẹo cũng là học cách yêu thương bản thân mình vì mỗi vết sẹo là duy nhất, cũng như mỗi cá thể là duy nhất trên thế giới này. Bên cạnh đó, phim cũng dùng những hình ảnh cô động, đơn giản để truyền tải những thông điệp ý nghĩa về gia đình. Hình tròn ẩn dụ cho gia đình và cảnh chia tay đẫm nước mắt của Arlo và Spot trong The Good Dinosaur, với lời thoại được thiết chế tối đa, thể hiện khả năng kể chuyện bằng hình ảnh bậc thầy của Pixar. Những chi tiết đơn giản qua đó mà trở nên phi thường, để lại dấu ấn khó phai trong lòng người xem. Với nhịp phim chậm rãi và thiếu cao trào, The Good Dinosaur có lẽ chỉ thu hút những khán giả cần đến một tác phẩm để chiêm nghiệm và suy ngẫm.
đặc biệt là với những người đã có những trải nghiệm sóng gió trên đường đời, đã vấp ngã và mất mát. Hơn ai hết, họ hiểu giá trị của sự bình yên, của gia đình, ý nghĩa của việc được về nhà sau chuyến hành trình dài đằng đẵng. Những ai đã và đang đơn độc trên chuyến hành trình của mình mới thấm thía tầm quan trọng của một người bạn đồng hành mà phim đã khắc họa rất thành công và đầy cảm xúc. Tuy bị đánh giá là bộ phim thất bại nhất từ trước đến nay của Pixar, nhưng không thể phủ nhận The Good Dinosaur là một trong những tác phẩm hoạt hình đẹp nhất mà hãng từng sản xuất. Bên cạnh đó, phim cũng gửi đến những thông điệp nhẹ nhàng về tình bạn, sự hy sinh và ý nghĩa của gia đình. Đối với những ai đang đương đầu với sóng gió cuộc đời, The Good Dinosaur là một lời động viên tinh thần mạnh mẽ với lời nhắn nhủ rằng hãy cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân mình, rồi ta sẽ nhận về được những quả ngọt và được chính tay đóng dấu trên bức tường cho những thành tựu của mình. Và đó là những gì chúng mình nghĩ về The Good Dinosaur. Còn các bạn thì sao? Bộ phim có làm hài lòng bạn? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video của phim ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Bye bye! He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I'm loving you more than I've ever loved anyone.